Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thác Bi Nguyễn, những loài sống dưới nước của mình nha. Thì các bạn có biết đây là loài cá gì không? Đây thực chất là con cá dồ cờ nha mọi người, hay một số người còn gọi nó là thành cát tư hãn hay cá mập cảnh, cá mập nước ngọt. Thì sáng hôm nay mình thức dậy thì mình thấy tụi cá này nó lờ đờ nữa mọi người, cho nên mình đã nhanh tay vớt nó ra cái xô này và ngâm thuốc nha mọi người nha. Thuốc này là Barakiu cộng Antichet. Thì mình cũng không biết nó bị cái gì nữa mà sao nó yếu quá nè mọi người nha. Mình thấy cái con bên đây là thấy nó, con mắt nó đứng im luôn rồi mọi người. Thấy nó đuối quá đuối rồi, không biết nó sống nổi qua mùa trăng này không nữa. Đúng thiệt mà. Thì đây là hai chai thuốc mình đã đánh cho nó nha mọi người, Antichet cộng Barakiu. Để mình quay ở trên xuống cho mọi người xem nè. Thì cái con bự, mình có nuôi một con bự với một con nhỏ hơn chút. Thì cái con bị nặng là cái con bự nha mọi người. Thì mình không biết là do mình cho nó ăn trúng hay là do hai ngày trước cúp điện nữa mọi người. Cúp một ngày một đêm à, cũng tới hai ngày. Nhưng mà trong thời gian đó mình cũng có chạy oxy cho nó mọi người. Mình có cái máy chạy oxy bằng pin á, để phòng trường hợp mà cúp điện á mọi người. Nhưng mà sao mình thấy ngày hôm qua còn mạnh mọi người, mạnh hơn bữa nay. Bữa nay yếu xìu luôn. Bữa nay thấy nó đuối quá đuối rồi. Mình thì mình thích nuôi loại cá này mà sao mình thấy nó hơi khó nuôi hơn mấy cái con dồ đếm với con cá cha nha. Con dồ đếm này thì nó ốm nhom nữa nè, mấy con dồ đếm này nữa nó cũng bỏ ăn nữa mọi người. Mình cũng không biết nó bị cái gì luôn á. Cũng có con ăn, cũng có con hông. Nhưng mà mình thấy làm như nó yếu dần dần không. Có con cá cha bạch tạng với con chê cọp này là nó mạnh. Nó vẫn bình thường, nó không thấy nó biểu hiện gì hết. Mấy con dồ đếm cũng đỡ đỡ mọi người. Nó cũng bơi lăn xăng loạn xạ vậy đó. Mà sao có hai con thành cát tư hãn là nó bị à. Thì hổm gài mình cũng thấy mấy con dồ đếm này nó lên nó đớp khí trên mặt nước khá nhiều nha mọi người. Con này thì tối nó ăn khá là nhiều nè, bụng còn trang ban luôn. Còn mấy con này là nó bỏ ăn hổm gài rồi mọi người, bỏ ăn một ngày hai ngày. Nhiều khi nó ăn mà nó ăn ít lắm, giờ nó lật bụng luôn rồi. Nó ngửa ngửa nó quay quay luôn. Cái này thì ai ở ngoài nuôi cá thành cát tư hãn thì đã từng bị cái trường hợp này rồi thì nhớ comment để lại bình luận bên dưới cho mình biết chứ nghe. Cái này không phải câu bình luận của mọi người mà mình cũng hỏi thiệt á mọi người. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình nuôi hai loại cá này mọi người. Một loại chứ, hai con cá này. Thấy sao mà nó hơi khó nuôi rồi đó nha. Phải nó được như cá cha thì tốt biết mấy. Mà nếu như nó được như cá cha giá nó đâu có cao ấy mọi người ha. Con gì càng khó nuôi, càng khó sống thì cái giá trị của nó mới cao được. Bởi như cá cha thì biết nào đó, mình nuôi trong cái thùng mút 3-4 năm trời mà nước đục ngầu mình còn không thay nữa, chừng nào nước lưng mình mới chăm không á mọi người. Mà nó đâu có bị bệnh, bị gì đâu. Rồi giờ thì thấy con này nó quẹo quẹo rồi nè. Con kia thì nó còn mạnh hơn. Con này thì mình thấy nó đuối đuối rồi đó. Thì cái hồ hôm bữa là mình bỏ mấy con kim ngân với mấy con lồng tông vô mọi người. Không biết mắt ông mới cha gì đi sạch hết luôn. Chỉ còn một em cá sặc này thôi nghe mọi người nghe. Mình cũng sợ luôn á, tán cụ hồn đúng luôn á mọi người. Chết sạch luôn á. Mình cũng không hiểu là nếu như sống nước mấy con đó nó đâu có sống nước mọi người. Nó trâu lắm mấy con lồng tông nữa. Hai con kim ngân với con lồng tông mà ít có trường hợp bị sống nước đó mọi người. Mà mình cũng biết sao nó chết cả bầy luôn. Rồi dưới đây còn hai con cá gô nè. Thì bây giờ mình sẽ
chắc dời mấy con cá rô xuống cái thùng mút này mọi người. Cá rô với em. Ừ, hai con cá rô. Thì bây giờ sẵn tiện thay nước rồi quay cho mọi người xem chút nè. Và bỏ vô hồ. Thì cái mỏ của con cá rô bự của mình nó đã lành này nè mọi người. Mà cái bụng nó vẫn còn bự nha. Thì mong là mình bỏ nó xuống thùng mút, hay nó muốn làm gì dưới đó làm nó đẻ được thì nó đẻ nha mọi người. Còn hai con cá lóc này chắc mình bỏ chung với con cá sặc á mọi người. Thì mấy con cá này là mấy con cá ở ngoài, hai con cá rô thì mình lụm về, mình bắt về ngoài ruộng về. Còn hai con cá lóc này là kỳ đó được cái chị kia cho ba con mà nhảy ra ngoài đi hết con, còn hai con đó. Các bạn thấy nó đẹp không? Nó có khác gì mấy con cá lóc cảnh đâu, không có đuôi xanh lè nhưng cá li ti vậy mọi người. Giờ để mình bắt tiếp con này, mình bỏ vô cho mọi người xem ha. Đó, con này thì nhỏ hơn con bên kia, nhưng mà con nào sao thấy nó cũng gần gần, nó như sập gần nha mọi người. Còn cá sặc này nó trắng nhách mà nó có hai chấm. Rồi giờ thì mình sẽ thả hai cá rô để mình bắt coi được không. Mấy con này nó đâm dữ lắm mọi người, cái gai ngạnh nó đâm đau lắm, nhất là cái mang á, tại vì cái ngay chỗ cái mang của nó bung ra là nó có mấy cái gai á mọi người, nó kẹp vô cái tay mình đặng nó đi á. Thì ở dưới đây mình để cái cây mũ đó luôn nha, đặng cho hai con cá này nó đừng có nhát, chứ không thôi là nó nhảy ra dữ lắm mọi người, rồi nó râm mình. Cái mang của nó mọi người nó giống như nó bường á, nó bường tới đụng đau. Lẽ giờ mình lấy cái hồ này mình xúc nguyên hồ vô đó luôn chứ, nhưng mà mình muốn bắt cho các bạn xem. Nó ngựa đời vậy đó, nhưng mà nó trơn lắm. Rồi để mình kèm rồi mình thả xuống cho mọi người xem nè. Tối thui cũng thấy vậy anh. Rồi vô đây hai thằng thì ép đẻ trong này luôn đi, mạnh nào nấy. Muốn làm gì đó làm, tôi không biết càng nghe. Thì hai con này thì mình nuôi dưới đây là mình phải cần có cái nắp đậy nha mọi người, chứ thôi nó nhảy ra hết. Còn hai con cá lóc thì mình không sợ nó nhảy mọi người. Hai con cá lóc thì lên đây thì chắc nó sống cũng hòa thuận với mấy con cá sặc này chứ hả. Thì nếu như tụi này mà nó cự nữ nữa, mình sẽ bắt cá sặc xuống cái hồ nhỏ dưới nha mọi người. Thì mấy cái con này là nuôi không cần oxy nha, nó cũng khá là tiện cho mình luôn á. Rồi các bạn thấy cá lóc nhìn đẹp không? Mấy con này là cá mương không á, mà nhìn cũng đâu có thua gì cá cảnh đâu. Thì bây giờ mình bắt đầu mình mở máy lọc lên cho nó nè, mở cho lọc cặn phân của con cá sặc á mọi người. Mình mỗi bữa mình cho nó ăn ngày viên thức ăn viên bự à, là nó ăn mà nó đi phân vậy. Rồi thì bây giờ chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.